cơm nắm, nước uống và những vật dụng quen thuộc. Những hành lý được chị Phan Thị Náy, người dân tộc Dao ở bản Suối Tút, xã Quang Triều, huyện Mường Lát, chuẩn bị cho chồng là anh Phan Văn Cấu mỗi khi anh đi kiểm tra cột mốc biên giới. Chuyến đi của hai bác cháu cũng như nhiều lần trước, phải trải qua nhiều cánh rừng, vượt dốc cao lên đỉnh núi Kéo Táp. Đỉnh núi này có độ cao gần 2.000 mét so với mặt nước biển, để thực hiện nhiệm vụ trông coi bảo vệ cột mốc 286. Đây cũng chính là cột mốc mà cha anh, già làng Phan Văn Siết tình nguyện bảo vệ, chăm sóc như người thân của gia đình mình trong suốt hơn 30 năm qua. Trước khi qua đời năm 2019, cha anh đã trao lại nhiệm vụ thiêng liêng này cho anh và các cháu trong dòng họ để tiếp tục đảm nhận trông coi cột mốc 286. Cho đến thời điểm này, đối với anh Phan Văn Cấu thì việc tham gia bảo vệ đường biên cột mốc không chỉ là trách nhiệm mà là tâm nguyện của cha anh và là truyền thống của gia đình anh từ đời ông nội. Mặt khác, đó còn là niềm tự hào, hạnh phúc. Ông bố thì cũng là bảo vệ cột mốc cũng đến mãi 2019. Thì đến tháng 5 tháng 7 2019 là bố đã mất. Mất thì trước khi bố ốm đau thì bố cũng đưa các con các cháu lên thăm cột mốc, hướng dẫn các cháu đi xem cột mốc bảo vệ thế nào. Hiện tại bây giờ thì cũng như là cha truyền con nối, bố thì bảo là tôi thì có thể là tôi không sống được nữa, tuổi già sức yếu không lên được, trường hợp tôi chết thì các con phải đi bảo vệ. Còn tại cột mốc 270 do anh Giàng A Chìa, người dân tộc Mông ở bản Ón, xã Tam Trung, huyện Mường Lát, tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ và quản lý. Hơn 20 năm tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, dù thời tiết nắng nóng hay mưa rét, cứ mỗi tháng một lần, những dấu chân của anh đã quá đỗi thân quen, in đậm trên cung đường hơn 10 km đường rừng quen thuộc mà anh vẫn từng đi qua lên cột mốc 270 kiểm tra. Hôm nay, ngoài những hành trang đi rừng cần thiết, anh Giàng A Chìa còn mang theo một can nước sạch rất to để lau chùi cột mốc do bị rêu xanh bám vào. Trước thời đam nhỏ là bộ đội biên phòng đi tuần mốc thì em cũng hay đi thiêu, đi cùng với bộ đội. Từ năm 2012 thì mới mốc này mới thay vào 270 đây, thì cũng tự nhận đăng ký. Đấy là hàng tháng thì em cũng đi tuần hàng tháng, tháng nào cũng đi. Thì nếu mà lên đây có dấu hiệu gì thì về nhà cũng kịp thời báo cáo với tổ công tác, với bộ đội biên phòng, đồn biên phòng. Người bạn thì học dân, lúc nào, buổi nào học dân thì cũng tuyên truyền cho người dân. Cột mốc là cột mốc chung thì tất cả người dân cũng phải có chứng nhận bảo vệ. Để việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, đường biên cột mốc có nhiều người tham gia. Anh Giàng A Chìa đã đến từng hộ gia đình trong bản để tuyên truyền, nói cho từng người dân được biết ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của các mốc biên giới, đồng thời kiên quyết đấu tranh với mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới, vượt biên trái phép, đốt nương làm rẫy và cùng bộ đội trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cũng với quan điểm đó, mặc dù tuổi đã cao nhưng do thường xuyên rèn luyện trong lao động sản xuất, già làng Lăng Minh Huyến ở bản Khẹo, xã Bát Mọt vẫn giữ được sức khỏe và sự dẻo dai. Nhiều năm qua, ông vẫn đi hàng chục km đường rừng mỗi lần để đến được cột mốc biên giới 352. Tôi tham gia bảo vệ đường biên cột mốc cùng với anh em cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng từ năm 2014. Thì thông qua việc tham gia bảo vệ cột mốc thì tôi thấy là đây, một là trách nhiệm, mặt thứ hai nữa thì mình là người dân, công dân Việt Nam ở trên tuyến biên giới thì cần phải có trách nhiệm cùng với anh em bộ đội biên phòng để tham gia bảo vệ cột mốc, làm sao cho cột mốc mình luôn luôn được giữ vững và đường biên giới cũng luôn luôn được bình yên. Ngoài cái việc mà bộ đội biên phòng cũng như là xã đã phối hợp với nhau rất chi là chặt chẽ, thì trong đó thì có cái vai trò của người uy tín rồi là già làng trưởng bản cũng rất chi là quan trọng, bởi vì cái lực lượng này á, thì các cụ, các bác, thì những người có uy tín này là có cái tiếng nói
rồi là có cái uy tín để làm sao mà tuyên truyền và nói để cho bà con nhân dân người ta hiểu, người ta nắm bắt được cái chính sách pháp luật cũng như là người ta sẽ làm theo. Luôn xác định nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Cùng với phương châm, mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống. Vì vậy, quá trình tổ chức triển khai thực hiện của lực lượng biên phòng luôn với quan điểm gần dân, giúp dân, bám dân để nâng cao hoạt động bảo vệ chủ quyền. Việc nâng cao vai trò của già làng, trưởng bản, người uy tín sẽ có ý nghĩa to lớn bởi họ có tiếng nói rất quan trọng trong bản làng. Mọi cái lời nói, hành động của già làng, trưởng bản đều được đồng bào các cái dân tộc trong bản thống nhất, nhất trí và đồng tình rất là cao. Do vậy, chúng tôi đã tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục để già làng, trưởng bản nâng cao cái nhận thức, cái trách nhiệm của đồng bào các dân tộc trong tham gia bảo vệ chủ quyền, bảo vệ đường biên mốc quốc giới. Để cho già làng, trưởng bản thấy được cái trách nhiệm của mình, rồi tích cực chủ động tham gia cùng với lực lượng bộ đội biên phòng, rồi là vận động bà con đồng bào trong bản cùng tham gia bảo vệ, như là cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng, rồi tham gia các cái hoạt động quản lý bảo vệ biên giới như tuần tra các cái hệ thống đường biên mốc quốc giới, rồi là tuyên truyền cho người dân cùng chấp hành, cùng thực hiện, rồi là tuyên truyền vận động bà con nhân dân, họ hàng, mối quan hệ thân tộc giữa hai bên biên giới cùng chấp hành các cái quy định, các cái hiệp định, hiệp nghị và các cái quy chế ở khu vực biên giới. Hiện nay trên các tuyến biên giới Việt Nam Lào, Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Campuchia có nhiều tấm gương đã tự nguyện bảo vệ cột mốc. Họ là những người uy tín, là những tấm gương để con cháu noi theo, tạo sức lan tỏa trong phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Họ chính là cầu nối của Đảng, Nhà nước đến với bà con khu vực biên giới, là tai, là mắt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Vì thế, đã tạo được sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân, huy động được sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh,